Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh kiếm tiền của em. Video này em sẽ cập nhật về cái sàn là Super X. Hiện tại là có thông báo là họ mở khóa cái đồng ET. Đây là cái đồng token sàn của cái sàn Super X. Em đã chia sẻ cho cộng đồng, cho anh chị mình cách đây khoảng là vài tháng rồi anh chị nha. Thì nó như thế nào thì chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ tiến hành. Chúng ta có thể giao dịch luôn anh chị nha. Thì đầu tiên á là quý cô bác anh chị mình vào cái Twitter giúp em ha. Mình vào cái Twitter mình gõ cho em cái chữ là super. Thì khi mà chúng ta gõ super AX rồi á, ở đây anh chị sẽ thấy có rất nhiều cái cộng đồng của super AX. Ở đây anh chị thấy nè, Bangladesh nè ha, có rất nhiều, trong đó có Việt Nam của mình ha. Rồi, Nigeria luôn. Thì anh chị nhấp vào cho em là Super AX mà nó có cái tích xanh bên phải đấy ha. Ở dưới là A cộng Super AX nè. Rồi hiện tại là đối với cái Victor của cái sàn này nó có 307.631. Cái sàn này nó phát triển rất là nhanh. Và đặc biệt cái sàn này là thuộc cái thế hệ trên Web 3 anh chị nha. Có quý các kiểu luôn, rất là ngon. Rồi, ở đây có một cái thông báo là cách đây 13 giờ ET của bạn đã được mở mở khóa chưa? Phân phối phần thưởng cho vòng đầu tiên của liên minh hàng triệu coin của Super EX và sự kiện mở khóa ET. Thì chúng ta nhấp vào cái dòng này, chúng ta sẽ đọc một số cái thông tin liên quan chị nha. Thì thông báo về cái việc mà họ mở khóa cái đồng ET. Kính gửi người dùng, Super EX hiện đã hoàn thành danh sách và phân phối giải thưởng cho chiến dịch ha. Đối với giai đoạn đầu tiên thì họ sẽ mở khóa 50% ET trong tài khoản của những người đăng ký ha. Thì cái điều kiện của họ là những người nào có giới thiệu này kia các kiểu á, đến ngày 28 tháng 2 năm 2023 vui lòng kiểm tra tài khoản của bạn để nhận phần thưởng ET. Ở đây anh chị ha, thì họ có thông báo: chúng tôi hoan nghênh bạn tiếp tục đăng video Super EX và tạo nội dung quảng cáo liên quan đến cộng đồng trên các nhiều nền tảng khác nhau. Thì ở đây họ có một số cái liên kết chính thống, một là cái liên kết trên cái sub trong web, cái thứ hai là trên cái app, cái thứ ba là trên điện tín Twitter và trên cái Bắc Hòa tức là Discord anh chị ha. Rồi thì đó là cái thông tin liên quan. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái sàn anh chị. Chúng ta vào cái sàn Super EX. Đây là cái sàn thuộc trên Web 3 anh chị nha. Rất là ok, phát triển khá là mạnh luôn. Thì cái giao diện nó sẽ như thế này. Nếu mà anh chị vào đây không thấy được cái tiếng Anh tiếng Việt á, thì chúng ta có thể vào cái biểu tượng hình người phía trên bên trái nè. Ở đây em chưa đăng nhập, bắt buộc em phải đăng nhập nha. Đó, anh chị vào cái hình phía trên bên trái nè. Anh chị vào đây, sau đó chúng ta sẽ thấy cái chỗ là ngôn ngữ nè. Anh chị chọn trên cái tiếng Việt nha anh chị. Hiện tại á, thì họ có một cái đồng đó là ET như em đã từng chia sẻ rồi. Đây chính là cái đồng token sàn của họ. Ở đây lúc trước họ chưa có mở khóa đâu anh chị, lúc trước là chỉ những ai giao dịch lệnh spot hoặc future và họ sẽ mở theo cái phần trăm giao dịch nên rất là khó để được có. Còn bây giờ thì họ sẽ mở rồi nè anh chị ha. Ở đây anh chị thấy cái chart nè, em cho anh chị xem cao nhất là 100 nhưng mà cao đỉnh điểm thì như là nó khoảng là 35 đô ha, hiện tại thì nó còn 2.1 đô thôi. Rồi chúng ta vào cái một cái quý phía dưới bên phải, thì ở đây chúng ta vào cái mục spot ở đây. Thì ở đây anh chị sẽ thấy cái đồng ET của em đang có nè. Đó. Nhưng mà ở đây em có sẵn là gì ạ? Em có sẵn là có 28 cái đồng ET này. Thì bây giờ em sẽ giao dịch cho anh chị xem nha. Đó. Chúng ta sẽ vào lại cái nhà phía dưới bên trái. Nói chung là anh chị nào chưa đăng ký cái sàn này thì có thể đăng ký. Đây là một trong những cái sàn mà nó list rất nhiều cái đồng coin là tốc cạnh mới. Những cái dự án mới á, là họ list trên đây rất là nhiều. Nên đó, chúng ta cứ đăng ký để đó cho em. Không xài cũng không sao. Để sau này mà chúng ta đăng ký khai thác đào một cái đồng nào đó mà khi nó list cái sàn này rồi á thì chúng ta có tài khoản, chúng ta chỉ cần chuyển lên đây chúng ta bán luôn. Còn anh chị nào mà tới đó mới làm á, mới rút á thì biết sao mà tới đó chúng ta sẽ chậm hơn người ta và thường thường nó sẽ bị xả. Đó là như vậy. Ở đây anh chị sẽ thấy nè, em sẽ vào cái chữ ET phía trên bên trái luôn ha. Sau đó ở đây nó có hai cái mục mua và bán. Mua là sao? Mua là chúng ta có USDT, chúng ta sẽ mua cái đồng ET này. Còn bán là chúng ta có cái đồng ET này, chúng ta bán ra USDT để chúng ta rút về quỹ ha. Thì ở đây em sẽ nhấp vào cái mục bán.
anh chị có thể hâu luôn nha. Cái đồng này á là cái đồng là tóc cành sàng, về lâu về dài nó khá là ngon đó. Nên á là anh chị á, chúng ta cũng nên cân nhắc kỹ ha. Em thì em làm cái này là em bán luôn cho anh chị nắm, chứ đúng ra là chúng ta cũng nên hâu là anh chị. Đó là em, cái lời khuyên thật sự của em ha. Hiện tại là nó giảm về cái giá hổm gài, nó cũng ở cái trong cái khoảng là 2.1, 2.2 thôi. Thì anh chị nhìn chạc là chúng ta sẽ biết liền. Anh chị thấy này, nó không có xuống hơn nữa anh chị ha. Ok, bây giờ chúng ta muốn bán á, thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục bán nha anh chị. Còn muốn mua thì mình mua ha. Cái sàn này giao dịch khá là ok, uy tín nha, chứ không có vụ cam nha anh chị. Anh chị đừng có sợ, em giao dịch cái sàn này cũng khá là nhiều. Rồi ở đây cái lệnh bán á, thì chúng ta có hai cái giá. Một là cái lệnh theo cái giá là chúng ta đặt giới hạn. Hai là cái lệnh thị trường. Lệnh thị trường á là cái lệnh ở đây nè anh chị, nó cân bằng giữa bán và mua theo cái giá trị thực là 2.1532 nè anh chị thấy không. Còn chúng ta đặt theo giới hạn á, thí dụ chúng ta thấy nó có khả năng xuống thấp hơn thì chúng ta sẽ đặt cái lệnh thấp, và chúng ta thấy nó khả năng nó cao thì chúng ta có thể đặt theo cái lệnh cao. Hôm nay như vậy, bây giờ em sẽ bán theo cái giá thị trường ha. Bây giờ em sẽ là sao ạ, em sẽ bán hết luôn như thế này. Em sẽ chọn cái mục là bán ET nha, đặt hàng thành công. Rồi bây giờ chúng ta vào là cái mục quý của ta. Chúng ta thì anh chị thấy em bán cái đồng ET rồi, theo cái giá thị trường thì nó khớp nhanh lắm. Rồi thì ở đây em được 60 USDT đúng không ạ. Ở đây anh chị có thấy cái mục B2B không ạ. B2B có nghĩa là giao dịch B2B. Nhưng mà anh chị nhớ cho em ha, hiện tại á là đối với cái sàn Super AX này, cái chức năng là B2B này chưa có hoàn thiện. Nên chúng ta muốn bán là chúng ta phải rút cái đồng USDT hoặc là bất kỳ một cái đồng nào trên cái sàn này sang các sàn khác, chẳng hạn như là Huobi hay là Binance hay là Remitano nha. Đó. Thì bây giờ em muốn rút được cái đồng USDT này, em sẽ rút sang cái đồng Huobi. Em nói nhầm, em sẽ rút sang cái sàn Huobi để em có thể là đầu tư co, hoặc là em có thể rút theo cái lệnh là B2B về cái thẻ ngân hàng theo cái phương thức thanh toán mà chúng ta đã liên kết nha. Đó là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái sàn Huobi giúp em ha. Cái sàn Huobi này thì sử dụng nó cũng khá là đơn giản thôi, nạp rút rất là nhanh anh chị. Đó, thì anh chị thích sàn nào thì mình xài sàn đó ha. Em thì em gần đây thì em sử dụng cái sàn Huobi này rất là nhiều, giao dịch nạp rút này kia các kiểu luôn. Đây là cái giao diện của sàn Huobi ha. Chúng ta vào cái mục tài sản phía dưới bên phải giùm em. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy cái chữ nạp nè, chúng ta nhấp vào cái mục nạp. Thì bên kia chúng ta rút là USDT, thì ở đây chúng ta nạp, chúng ta chọn USDT. Và ở đây anh chị có thể chọn cho em bất kỳ cái mạng nào ha. Chúng ta có thể chọn mạng tròn nè, em sẽ chọn cái mạng TRC20, tức là cái mạng tròn. Thì ở đây sẽ có cái địa chỉ, chúng ta sao chép cái địa chỉ này nha. Chúng ta nhấp vào sao chép địa chỉ này. Sau đó chúng ta về đây. Thì ở đây nó sẽ có ba cái mục. Một là gửi là chúng ta gửi vào, rút là chúng ta rút từ sàn ra ngoài, chuyển là chúng ta chuyển từ quý này sang quý kia trong cái sàn. Ví dụ như chuyển là em muốn chuyển từ cái quý spot sang quý B2B là em sẽ nhấp vào cái mục chuyển này, nó dạng như vậy. Em muốn chuyển từ cái quý B2B sang quý spot thì cũng như vậy thôi. Bây giờ em sẽ nhấp vào cái mục rút nè, sau đó em sẽ chọn là USDT. Ở đây em sẽ dán cái địa chỉ em vừa sao chép bên cái sàn Huobi vào đây ha. Đó, anh chị biết tại sao họ để là định dạng địa chỉ rút tiền không chính xác không? Tại vì ở dưới đây là cái mạng RC20. Cái mạng này tuyệt đối chúng ta không dùng khi rút tiền ha. Tại vì cái gas của nó rất là cao, nên là chúng ta nhấp một cái mũi tên sàn phải này, chọn đúng cho em cái mạng tròn. Rồi chúng ta chọn xác nhận. Đó, nó đúng là nó sẽ không còn hiển thị cái chữ đó nữa. Anh chị nhớ giúp em nha. Anh chị nhớ giúp em á, là chúng ta rút là nó phải đúng mạng lưới nha. Đúng mạng lưới nó mới khớp, nó mới về. Ở đây em sẽ nhấp vào cái mục tối đa. Thì ở đây cái ga của cái ga là sắp xỉ 1 đô anh chị ha, đối với cái mạng tròn. Ở đây chúng ta sẽ nhấp vào cái mục rút. Thì ở đây họ có cái lời khuyên nè anh chị ha, tiền rút tối thiểu là phải là 5 USDT trở lên ha. Rồi chúng ta chọn mục rút. Ở đây họ xác nhận lại một lần nữa, bạn muốn rút hay không. Chúng ta chọn xác nhận là tôi muốn rút. Ở đây chúng ta cần phải xác thực hai cái. Một á, là chúng ta xác thực bên Google AdSense. Hai là chúng ta xác thực bên Gmail. Nếu mà anh chị nào có thêm cái SMS của số điện thoại thì chúng ta phải làm ba cái nha. Riêng em làm hai cái thôi, đỡ tốn thời gian. Nhưng mà cái hại là nó không có đảm bảo an toàn. Ba cái, vừa SMS tin điện thoại nè, vừa cái code từ mail và từ cái code từ bên Google Send là an toàn nhất anh chị ha. Nhấp vào gửi.
Rồi sau đó anh chị sẽ vào cái Gmail giúp em. Chúng ta chọn đúng cái Gmail của mình muốn rút ha. Chúng ta nhấp vào đây nè. Ở đây sẽ có cái code anh chị. Sao chép. Rồi chúng ta dán vào đây. Cái thứ hai nữa là cái Google AdSense thì em không vào trong cái điện thoại này. Lý do là cái Google AdSense nó nằm bên cái máy kia. Bây giờ em sẽ lấy nè. Google AdSense. Rồi, có anh chị ha. 7 44 710. Gửi đi. Ở đây họ thông báo như thế này. Lệnh rút tiền đã được gửi thành công. Thì ở đây nó sẽ, anh chị thấy cái tích xanh nè, khi nào mà tới cái mức thứ ba là rút tiền đã hoàn tất á, là nó sẽ chuyển về cho chúng ta bên cái sàn Huobi nha, hoặc là qua các địa chỉ mà chúng ta đã liên kết dưới này. Rất là ok ha. Rồi cơ bản là như vậy thôi anh chị, khoảng từ 2 đến 3 phút, thậm chí là khi 5 phút thì sẽ về. Rất là ok. Đó là cái cơ bản như vậy thôi. Rồi về bên các sàn khác, chẳng hạn như sàn Huobi này thì chúng ta có thể là nạp bán theo cái video mà em đã chia sẻ dưới cái phần mô tả cũng có luôn về cái sàn Huobi này. Thì chắc có thể là em cũng sẽ đầu tư cái con co này anh chị ha. Nói chung co này á là nó là một cái đồng con của một cái hệ sinh thái mới. Thì anh chị cũng biết nhiều nó rồi, về nó rồi. Còn cái đồng ET á là đó là token sàn, thì con nào nó cũng ngon hết. Con nào cũng ngon hết. Và cái token sàn thì anh chị phải nhớ là người ta cũng sẽ bơm nó sẽ rất là nhiều, cũng như là cái con của cái hệ sinh thái như vậy. Ha, thì cái quyền quyết định là anh chị có thể hold, có thể là bán ra để chúng ta cần tiền thì chúng ta sử dụng thôi. Rồi em sẽ phép dừng cái video nha anh chị. Rồi thì sẵn đây thì em sẽ quay random 3 suất anh chị hen, mỗi suất 30k đi ha. Tiền cà phê với em. Bây giờ em sẽ vào cái kênh của em. Thì để em lấy cái video mới nhất ha, cái phương pháp hôm qua em chia sẻ cái cách chơi 10 phút lụm 8 đô nè từ cái dự án Convict. Rồi em sẽ chọn là chia sẻ video, sao chép. Sau đó em sẽ vào đây. Anh chị nào trúng thưởng thì nhớ liên hệ em nha. Mấy hôm nay em chào hoài mà không thấy ai hết trơn á. Được có mấy anh chị à. Anh chị để lâu quá, đôi khi em không có nhớ đâu. Hoặc là nó bị ảnh hưởng này kia nó, thì cũng thiệt cho anh chị chứ không phải thiệt cho em ha. Rồi em sẽ nhấp nè. Rồi 3 suất mở suất 30k anh chị nha. Em sẽ liên hệ tiền tươi luôn. Hiện tại là có 58 cái bình luận ở cái video trước, thì em sẽ chọn nè. Đầu tiên là ai? Anh Ngọc Hoàng Nguyễn ha, chúc mừng anh, 1 người. Anh Nở Văn Hồ, 2 người. Thứ ba là anh Tiêu Giao Vlog. Thì ba anh cũng như những anh chị mà đã trúng thưởng em á, thì chúng ta vui lòng á liên hệ em qua Telegram A+Hùng Tỉnh 1993. Chúng ta gõ như vậy là ra. Hoặc là anh chị nào mà ở trong cái cộng đồng của em rồi thì cứ xem vào cái thành viên đó, có ai là Nguyễn Hùng Tỉnh mà để cái chữ admin hoặc là cái chữ người sở hữu á, chính là em đó ha. Cứ liên hệ, nếu mà đúng em thì em sẽ liên hệ gửi tiền cho anh chị cà phê anh chị ha. Rồi em xin phép dừng cái video nha anh chị.